Chào mọi người. Tưởng là không có. Á tưởng nghỉ rồi đó. Nghỉ để mà dịch ca thủ chân tu rồi đó. Nhưng mà thôi, ngày mai chắc là át bệnh. Cứ thu đại đi. Thu đại tối nay thức khuya xíu. Ngày mai tính. Có thể nếu mà xuất một tập, rồi còn một tập để ngày mai xuất cũng được. Chứ ngày mai sợ là át không có thời gian rảnh để mà thu. Có thu thì nếu mà có thu chắc cũng ít chứ không nhiều được. Giờ đang rảnh thôi lỡ rồi. Chơi xám, chơi xét cạnh mọi người luôn. Trưa nay không ăn, chiều nhai ổ mì. Bây giờ chưa ăn tối. Bây giờ 8 giờ rưỡi rồi. Chơi sát phán mọi người luôn. Nhưng mà chắc là có nhiều người. Có nhiều người đang đi chơi Noel rồi. Tiên đế trọng sinh. Tập 273. Lúc này, sắc mặt Tô Vô Kỵ đều xám đen lại. Bản thân ông ta đã ngông cuồng nửa đời người. Lúc trẻ thì bắt chẹt các ngọn núi lớn, thập đại gia tộc. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng, lúc này đây, bản thân lại bị chắt trai bắt chẹt lại. Vạn vật đều có luân hồi, vũ trụ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai cả. Tô Vô Kỵ không nhìn được bèn thở dài một hơi. Quách Thạch liếc nhìn Tô Thường một cái, cuối cùng cũng đồng ý. Tô Thường, thằng nhóc con của cháu được đấy, để đồng cố mà cũng dám lừa gạt được đấy. Tô Vô Kỵ nhìn sang Tô Thường rồi nói đi, cháu muốn cái gì? Hôm nay ông nhận thua. Ông cố, đồng ông đừng nói như vậy chứ, cháu lừa ông lúc nào chứ? Cháu trai chỉ muốn ông tặng cho cháu một chút quà gặp mặt thôi mà. Tô Thường khẽ cười nói ra, từ khi cháu sinh ra đến giờ, ông cố chưa từng nhìn mặt cháu, lần đầu gặp mặt không thể tặng chút quà sao ạ? Tô Vô Kỵ nghe thấy vậy, sắc mặt lại càng xám xịt hơn. Được lắm, Tô Thường, lừa dối thì cứ lừa dối, lại còn nói kiểu giả nhân giả nghĩa đó nữa làm gì? Đúng là quá vô liêm sỉ. Cha, Tô Tinh Hà đứng bên cạnh nghe thấy như vậy, như muốn nhắc ông cố tổ một câu. Cậu bé nhớ giọng nói, lúc trước lần đầu tiên cha nhìn thấy con, cũng không được cho con quà gặp mặt. Vậy cha dựa vào cái gì mà yêu cầu ông cố tổ đưa quà gặp mặt cho cha chứ? Không hổ danh là chắc trai tốt của ông cố tổ, biết bảo vệ cho ông cố tổ. Được, tốt lắm. Tô Thường, cháu nghe đây, chắc trai của ông nói có lý biết bao nhiêu, đến bản thân cháu còn không làm được, dựa vào cái gì mà yêu cầu ông? Tô Thường đang nói, ô Tô Kỳ đang nói, kết quả là nhìn thấy Tô Thường đưa tay búng vào trán Tô Tinh Hà. Cóc, a! Tô Tinh Hà đau đến nỗi nước mắt tuôn giàn giụa. Vội xin tha thứ, đau quá cha, nhẹ tay một chút, con sai rồi, con không nói nữa. Tô Thường không cho Tô Tinh Hà cơ hội mà búng vào trán cậu bé thêm một cái nữa. Ông cố tổ, cứu cháu ơi, ông mau nhìn cha cháu đi. Thế mà cha lại dám đánh cháu trước mặt ông, như thế còn có đạo lý, còn có vương pháp hay không chứ? Tô Tinh Hà không còn diễn kịch nữa, nghĩ năng nói, không phải ông cố tổ vừa mới nói, đưa con đến là đến đánh cha con sao? Ông mau đánh ông ta đi, tuyệt đối đừng có tha cho ông ta. Tinh Hà, cháu đừng có nói lung tung. Tô Vô Kỵ sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc đỡ. Đồng đội heo sao? Còn không thấy rõ tình hình sao? Ông cố tổ, ông đây cũng đã bị nhốt trong trận pháp, không thể ra ngoài được hay không? Tất cả chỉ chờ một câu nói của cha cháu thôi đấy. Lúc này cháu đem mục đích của chúng ta nói ra đây, không phải là muốn ông cố tổ mất mặt sao? Trời ơi, cái đồ não ngắn. Ông cố tổ, ông lợi hại như vậy thì sao phải sợ cha cháu chứ? Ông là trưởng bối đó, ông đánh ông ta đâu dám đánh trả lại, đúng không? Tô Tinh Hà nói tiếp, khi ông ra tay, cháu sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho ông để ông đánh bại ông ta. Tô Tinh Hà. Tô Thường nghe thấy vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt, nhanh chóng nắm véo một bên tai của Tô Tinh Hà rồi nói, cái tên nhóc con này đúng là không biết yên phận mà. Lúc trước cháu đã đoán rồi, ông cố che giấu thân phận, muốn khiêu chiến với cháu ở trong động phủ, khiến cháu không thể thoát ra được. Bây giờ xem ra là có người đứng đằng sau giật dây ông. Tay Tô Thường dần dùng sức, nghiêm bách nói, con tuổi còn nhỏ, mà đã căm hận cha, muốn lợi dụng trưởng bối để trừng trị cha, quá đáng lắm rồi đấy. Cha, oan uổng quá, đến đây là đánh cha, là do ông cố tổ âm mưu đó, chính là ông cố tổ. Tô Tinh Hà đang muốn giải thích, nhưng lại bị Tô Vô Kỵ ở trong trận pháp ngăn lại. Tô Thường, cháu đoán không sai, đúng là Tinh Hà đã giật dây ông cố, ông cũng nhất thời hồ đồ, nên đầu óc không được tỉnh táo. Ánh mắt Tô Vô Kỵ dừng lại trên người Tô Tinh Hà, nói với người khí giáo huấn, Tinh Hà, ông nói cho con biết, cha cháu đánh cháu, đó là vì nó thương cháu,
cháu chưa từng nghe câu yêu thương thì cho roi cho vọt sao? Nó đánh cháu là vì muốn tốt cho cháu, để cháu càng thêm tốt hơn, sau này sẽ hình thành nên một quy tắc biết lễ phép với người khác, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên tài tạo phúc cho muôn dân. Tô Vô Kỵ nói với giọng điệu sâu xa, sao cháu có thể lợi dụng ông cố đến đây để đánh cha cháu vậy chứ? Cái này là cháu hơi quá đáng rồi đấy. Hay à, ông đúng là hồ đồ mà. Nhìn thấy chắc trai dễ thương hoạt bát cười nói hi ha với ông là bị cháu đánh, ông thương nó cho nên. Tô Vô Kỵ thở vào một hơi để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, tự trách phô diễn ra kỹ thuật hạng nhất. Ông cố tổ sao? Tôn Thanh Hà đứng bên cạnh lắng lặng nhìn xem ông cố tổ diễn kịch, cái miệng nhỏ há hốc lộ ra, trên mặt hiện rõ dòng chữ không thể tin nổi. Bị làm phản rồi sao? Ông cố tổ không phải là đang lệch mặt rồi sao? Ông cố tổ không phải Tô Vô Kỵ sao? Không phải ông có một thời huy hoàng chuyên đi bức ép người khác sao? Bây giờ còn có cảnh giới chuẩn tiên đế rồi chứ? Tình hình gì vậy chứ trời? Nhanh như vậy đã bị nhận ra rồi sao? Vậy mình phải làm sao đây? Mình khó chịu quá đi. Thật không ngờ ông cố tổ lại là người như vậy, là mình thất vọng quá. Tôn Tinh Hà mặt xám xịt, vô cùng khó chịu nhìn sang phía Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ có chút gượng gạo, giả vờ như không nhìn về phía Tôn Tinh Hà mà nhìn sang Tô Thương. Tô Thương, hay là chuyện này cho qua đi nhé, cháu trai của ông mau mở trận pháp để ông cố ra ngoài nhé, đừng vội. Tô Thương khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tôn Tinh Hà thản nhiên nói, tội cha không dạy được con. Tôn Tinh Hà, chuyện hôm nay cha phải để cho con nhớ rõ. Trận pháp phía dưới rất thú vị, con xuống dưới với ông cố tổ đi, cùng nhau trải nghiệm một phen đi. Tôn Thương cười giễu cợt, bây giờ ông cố tổ con rất thoải mái, đối phó với trận pháp rất dễ dàng, nhất định ông ấy có thể phân chia sức mạnh để bảo vệ cho con. À, không muốn. Tô Tinh Hà dường như đã nhận ra, tuy ông cố tổ rất mạnh nhưng bây giờ cha đang nắm phần hơn, nói chuyện thì cũng chẳng có tác dụng gì, hay là cứ định nọt trước đi cái đã. Thế là Tô Tinh Hà vội vàng cầu xin, cha, trận pháp phía dưới quá là kinh khủng, cha đừng cho con xuống dưới đó, con có rất nhiều tài nguyên tu luyện, con muốn dùng nó để chuộc lại cho bản thân con. Cha không cần đâu. Tô Tinh lắc đầu, con chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao có thể có được tài nguyên tu luyện chứ, cho dù có cha cũng không cần. Cha, Tô Tinh đang nói, ai ngờ lúc này Tô Tinh Hà bỗng lấy ra một cây thuốc tràn ngập linh khí từ trong vòng tay chứa đồ, tỏa ra một luồng khí tức mịt mờ sặc sỡ lóa mắt. Cái này Tô Thương bất ngờ vô cùng, tự lẩm bẩm, đây là cây thuốc 5 vạn năm sau, anh đã được đầu thai từ lâu ở trái đất, nhiều nhất cũng đã nhìn thấy cây thuốc 7-8 nghìn năm, còn cây thuốc hàng vạn năm thì rất ít gặp, nhưng bây giờ trong tay Tô Thương Hà lại có thêm một cây thuốc vạn năm, làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Công dụng của cây thuốc 5 vạn năm này có hiệu quả gấp vạn lần với mọi cây thuốc khác, chứ không phải chỉ là gấp 5 lần. 1 ngàn cây thuốc vạn năm cũng không thể so với cây thuốc 5 vạn năm được, bởi vì chất lượng giữa hai loại thuốc này chênh lệch nhau khá lớn, không thể nào so bì được. Theo lý thuyết, trái đất có rất nhiều thời gian, chắc cũng có cây thuốc nhiều năm tuổi, nhưng Tô Thương lại chỉ gặp qua cây thuốc 7-8 ngàn năm. Bây giờ cây thuốc trong tay Tô Tinh Hà khiến cho hai mắt Tô Thương sáng bừng lên. Không sai, cha, chỉ cần cha chịu tha cho con, đồng thời từ nay về sau sẽ đồng ý với nguyên tắc của cha con chúng ta, cha không đánh con thì con sẽ không gây họa, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, thì con sẽ đưa cho cha cây thuốc 5 vạn năm này. Tô Tinh Hà đưa ra yêu cầu của mình. Con còn đưa ra điều kiện với cha sao? Tô Thương khó chịu, sải bước đi tới, trực tiếp cướp lấy cây thuốc từ trong tay Tô Tinh Hà. Làm gì có chuyện đó, đồ của con cũng là đồ của cha cũng sẽ là đồ của con. Vãi cái hồn. Tô Tinh Hà cảm thấy một loại cảm giác rất khó tả, khuôn mặt nhỏ nhắn sạm đen lại, nhưng cũng đành chịu. Nhưng trong lòng cậu bé đang tưởng tượng có một ngày nọ đời mình vô địch thiên hạ, thực lực mạnh áp đảo cha, thì nhất định sẽ nhớ đến ngày hôm nay. Để lúc đó cậu bé sẽ cướp lấy vòng tay chứa đồ của cha, cướp bóc hết mọi thứ của cha, rồi trở thành kẻ phạm tội đệ nhất vũ trụ. Khi đó nhất định phải cướp hết mọi thứ, không để lại bất cứ một thứ gì, quần áo cũng lột sạch sẽ để báo thù cho mối thù ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Tinh Hà cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khóe miệng liền nở một cười giễu cợt cốc. Lúc này Tô Thương đưa tay búng một cái vào đầu Tô Tinh Hà để cho cậu bé tỉnh mộng lại. Ái da, đau cha, cái gì tốt con cũng đưa cho cha, sao cha lại còn đánh con chứ? Tô Tinh Hà ôm đầu nói một cách đau đớn, vừa rồi con cười nham hiểm như vậy chắc chắn là không có ý gì tốt, cha nghi ngờ con đang muốn gây thêm chuyện gì đó. Tô Thương thản nhiên nói, nghi ngờ
chỉ vì nghi ngờ mà cha để đánh con, không còn nguyên nhân khác gì sao? Tôn Tinh Hà vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy tủi thân. Cha đánh con thì cần có lý do sao? Tôn Tinh liền hỏi ngược lại, đồng thời giơ phát lên định cốc vào đầu Tinh Hà một cái nữa. Đừng cha. Tôn Tinh Hà bỗng nhìn tỉnh táo lại, chê cười nói ra, he, cha, con là con của cha đó, cha muốn đánh thì đánh, đó là đạo lý, bất di bất dịch, không sao, cha vui là được rồi. Như vậy còn tạm được. Tôn Tinh Hà làm gật đầu, sau đó nhất quyết cốc vào đầu Tôn Tinh Hà một cái, mẹ kiếp. Tôn Tinh Hà bỗng nhìn nhảy bật lên, nghiến răng nghiến lợi, con đã làm theo lời cha nói rồi, sao cha còn đánh con thế? Không phải con nói, cha muốn đánh thì đánh sao, con nói đó là đạo lý, bất di bất dịch sao? Tôn Thương từ đó nói, con. Tôn Tinh Hà khóc không ra nước mắt, cuối cùng lựa chọn không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông cố. Tôn Thương vô cùng hài lòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Vô Kỵ khẽ cười. Ông cố qua gặp mặt cố cha, qua gặp mặt của ông cố, có phải là ông cố đã quên không lấy ra rồi không? Tên tiểu tử này, nếu như ông cố không có thì cháu định ra đây đánh ta hay sao thế? Tô Vô Kỵ xám mặt nói ra, chắc chắn là không rồi, ông cố là cha của ông nội, vai vế cao nhất trong gia đình, cháu làm sao có thể đánh được ông được chứ? Tôn Tương cười nói ra, chỉ là con người cháu trí nhớ không được tốt cho lắm, chắc sẽ không nhớ được làm sao để mở sát trận này ra. Ông cố, cảnh giới tuần chinh đĩa của ông thật lực cao cường, dù sao thì 108 tòa sát trận này cũng không thể làm cho ông bị thương trong thời gian ngắn đâu. Ông cố hãy kiên trì ở trong trận pháp này, cháu sẽ từ từ suy nghĩ, đợi cháu suy nghĩ xong rồi sẽ mở trận pháp thả ông cố ra ngoài ngay. Tôn Tương nói một cách nghiêm túc, mẹ kiếp. Tô Vô Kỵ không nói thêm gì nữa, càng không cam tâm tình nguyện, lấy cây thuốc 5 và 5 ở trong vòng tay chứa đồ ra, rồi nói, chỗ ông cố cũng có một cây thuốc 5 và 5 tuổi, thế bây giờ cháu đã nhớ ra cách mở trận pháp ra chưa nhỉ? Nghĩ ra rồi, ông cố rồi, cháu nghĩ ra rồi, ông chờ một chút ạ. Tô Thương vừa nhìn thấy cây thuốc 5 và 5 tuổi, hai mắt bỗng nhiên sáng bừng lên, vài giây trôi qua, trận pháp đã mở ra một cách thành công. Sau đó một tia sáng lóe lên, Tô Vô Kỵ vọt ra từ trong sát trận, quần áo có mấy vết xước, dáng vẻ có chút thảm hại. Tuy trong thời gian ngắn, trận pháp không uy hiếp gì lớn đến ông ta, nhưng đối phó với trận pháp lại không dễ dàng gì. Tô Thương. Lúc này ánh mắt sắc bén của Tô Vô Kỵ nhìn chằm chằm Tô Thương từng bước tiến lại gần, trầm giọng nói, tên nhóc này được lắm, dám uy hiếp cả ông cố à? Ông cố, có ý gì vậy? Cây thuốc 5 và 5 tuổi, ông còn không cho cháu, bây giờ còn dùng ánh mắt này để nhìn cháu là sao vậy chứ? Không phải ông muốn đổi ý đấy chứ? Tôn Thương bỗng nhiên có cảm giác không ổn lắm, anh muốn điều động trận pháp một lần nữa, nhốt Tô Vô Kỵ lại. Nhưng Tô Vô Kỵ vừa động não một cái trên người, trực tiếp đứng ở vị trí cách Tô Thương có nửa bước, vèo. Sau một lúc, liền có một luồng khí kinh khủng nhắm vào Tô Thương. Cho dù Tô Thương đã đặt chân đến cảnh giới hóa thần, nhưng vẫn bất lực, không thể làm được gì, thậm chí đến linh khí cũng không thể điều động, bản thân anh cũng không thể cử động được, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vô Kỵ đứng ngay bên cạnh mình. Trận pháp ông cũng hiểu được một chút ít, tuy không bằng cháu, ở bên ngoài trận pháp thì ông vẫn có thể đối phó được một vài phần. Tô Vô Kỵ nhìn chăm chú Tô Thương, lạnh lùng cười nói, tên nhóc nhà cháu muốn dùng trận pháp để hãm hại ông đây hai lần, tuyệt đối không thể nào, bê hạ. Bạch Cở ở bên cạnh thấy vậy, khóe miệng liền gượng cười, muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, nên cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ. Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà có bệ hạ, đối phương còn là ông cố của bệ hạ, chắc chắn sẽ không làm hại đến bệ hạ. Nếu mình tùy tiện nhúng tay vào thì còn ra hệ thống gì nữa, để lúc đó người nhà bọn họ làm hòa với nhau, cười cười nói nói, còn mình lại là người ngoài thì xấu hổ biết bao. Thế là chẳng những không trợ giúp, ngược lại Bạch Khởi còn lùi lại phía sau mấy bước. Ông cố, lúc trước là cháu đùa với ông một tí thôi, ông đừng có để ý. Tôn Tương nở một nụ cười gượng gạo, vội vàng nói, sao cháu lại muốn có được cây thuốc 5 tuổi của ông chứ, cháu chỉ đùa ông thôi mà. Bây giờ nói những lời này thì quá muộn rồi. Mặt Tô Vô Kỵ trầm xuống, nói với giọng điệu lạnh lùng, chắc là rất tức giận thật rồi. Như vậy mới được chứ, ông cố tổ, đánh ông ta đi, đánh thật mạnh vào, tiền thế thì lấy lại cây thuốc về cho cháu. Tôn Tinh Hà thấy vậy bỗng sung sướng, vọ đến phát điên, phấn khích nói, đánh ông ta đi, cốc đầu ông ta đi, đánh cho mấy cái vào, ha 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 hả? Tô Vô Kỵ liếc nhìn Tôn Tinh Hà một cái, sau đó nở một nụ cười giễu cợt, rồi giơ tay lên, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thương. Tô Thương liên tục cười khổ, xem ra hôm nay không thoát được trận đòn này rồi. Được rồi, đánh thì đánh đi.
bị ông cổ đánh cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Thế nhưng đến lúc này Tô Tư chợt phát hiện ra mình có thể cử động, linh khí cũng có thể điều động được. Bởi vì Tô Vô Kỵ thu hồi uy lực của chính mình, đồng thời khuôn mặt cũng tràn đầy sự vui mừng nhìn sang Tô Thương. Tô Thương, không thể, không thể mà, cháu được đấy, có phong thái giống ông cố của năm đó. Không, cháu sơ của ông cố năm đó còn ưu tú hơn nhiều, cảnh giới hóa thần. Cháu sợ, cháu so với ông cố của năm đó còn ưu tú hơn nhiều, cảnh giới hóa thần. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được rồi, gia tộc Tô ông cố sẽ bốc khói xanh mắt. Tô Vô Kỵ vỗ lên vai Tô Thương, thoải mái cười Tô. Được, cười to, đừng sợ, vừa rồi ông chỉ là trêu chọc cháu thôi, làm sao ông lại nỡ đánh cháu được chứ. Cháu đáng yêu như vậy, nếu có một ngày ông thật sự đặt chân đến cảnh giới tiên đế thì ông sẽ xé nát gia phả, bắt đầu viết lại từ đời của cháu. Cây thuốc 50.000 này cháu cầm lấy đi, xem như là quà gặp mặt ông cố đưa cho cháu. Tô Vô Kỵ cười sảng khoái, sau đó đem cây thuốc 50.000 trong tay đưa cho Tô Thương. Tô Tinh Hà đứng ở bên cạnh thấy vậy, bỗng trợn tròn hai mắt, khuôn mặt bé bỏng để lộ ra sự kinh ngạc. Ý gì chứ? Đang đùa mình sao? Hai người họ làm hòa rồi sao? Vậy mình thì sao đây? Nhìn thấy cha và ông cao tổ phụ vừa nói vừa cười, Tô Tinh Hà trong lòng đột nhiên khó chấp nhận được. Đừng chơi trò ác vậy chứ, đây không phải là hãm hại trẻ con sao? Đến lúc này Tô Tinh Hà cảm nhận được mình bị cha nhìn chằm chằm, dọa đến không tự chủ được mà run lên một cái. Tô Tinh Hà cười gượng gùng hai tiếng, sau đó kiên trì đi lên phía trước, cười hì hì nói ra: cha, lúc nãy con cũng đùa cha thôi mà thôi. Quả thật là cao tổ phụ muốn đánh cha, trong lòng con có chút khó chịu đó, hình không thể đổi người ông ấy muốn đánh là con được đâu. Có điều suy nghĩ kỹ một chút thì con biết cao tổ phụ không có khả năng đánh cha được. Con đã sớm nhìn ra ông ấy đang trêu đùa cha thôi, vì thế con mới phối hợp với ông ta diễn kịch, gia tăng tính chân thực đó mà. Tô Tinh Hà tùy cơ ứng biến, giống như là tranh công nói ra: thế nào hả cha, chỉ xảo của con có được hay không chứ? Có phải cha đang tưởng thật phải không? Hay là cha đúng là quá hiểu tính các con luôn đó. Cha, từ trước đến nay con luôn luôn tôn kính trưởng bối, nhất là kính trọng cha, tất nhiên sẽ không ngay lúc cao tổ phụ muốn đánh cha mà con cười trên nỗi đau của người khác được. Tô Tinh Hà ra vẻ ấm ức nói ra: con quá thảm rồi, nếu như cha chịu tốn thời gian hiểu về con nhiều hơn một chút thì sẽ không hiểu lầm con đâu. Ha ha. Đối với lời giải thích của Tô Tinh Hà, Tô Thường chỉ là cười lạnh hai tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước. Đối với Tô Tinh Hà cũng là một cái lý lẽ cùn mà thôi. Đau đọc, đau đọc, đau, cha, nhẹ một chút, con vẫn là con nít, cha đừng đánh với con choáng váng như thế này chứ. Ca tổ phụ, cứu bạn cháu, ông nhìn cha cháu này, ông ấy ra tay, thật là độc ác mà. Ca tổ phụ, ông không phải nói, nếu ông ấy đánh cháu thì ông sẽ đánh lại à? Sao ông lại thờ ơ như thế chứ? Tô Tinh Hà thống khổ hét toáng lên, nhưng đáng tiếc Tô Vô Kỵ vừa đứng bên cạnh không có ý tứ ra tay can thiệp. Xảy ra chuyện vừa rồi, ông ấy xem như đã nhìn thấu bản lĩnh của đứa cháu chắc đứt tôn của mình rồi. Cái gì mà bé ngoan, cái gì mà nhỏ đáng thương chứ, đứa nhỏ này thầm thà thầm thụt, quá không an phận rồi, nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt mới được. Mấy phút sau đó, Tô Thương mới dừng xoa bóp cho Tô Tinh Hà, đồng thời không cho Tô Tinh Hà cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem cậu bé thu vào trong tháp hư không. Đi vào đó, ngoan ngoãn hối lỗi đi. Tô Thương nghiêm túc nói, thực tế là lo lắng cho sự an nguy của Tô Tinh Hà. Bởi vì linh khí khôi phục sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó nơi này dù sao cũng sẽ hỗn loạn, người ẩn nấp trong bóng tối đều sẽ ra tay. Mà Tô Tinh Hà cảnh giới thấp, không thích hợp xuất đầu lộ diện, không thì chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Tô Thương, sau khi giải quyết Tô Tinh Hà xong, Tô Vô Kỵ nhìn về phía Tô Thương, chăm chú dò hỏi. Đối với chuyện linh khí khôi phục, cháu có chuẩn bị gì chưa? Chưa có. Tô Thương lắc đầu, nói thật ra, liên quan đến linh khí khôi phục, cháu còn không biết nhiều. Mọi chuyện đều là Vương Dương Minh nói cho cháu biết, cũng không biết có nên tin hay không. Có thể tin. Tô Vô Kỵ nghiêm túc nói, con người Vương Dương Minh bình thường thì nhìn không đứng đắn, nhưng chuyện đại sự ở trước mặt thì tuyệt đối không nói dối. Ông ấy có nói cho cháu biết lần này xác suất linh khí khôi phục là bao nhiêu hay không? Tô Vô Kỵ hỏi. Không nói chính xác, chỉ nói đây không phải là chuyện lớn. Tô Thường nói thật, như thế thì không cần quá lo lắng rồi. Tô Vô Kỵ gật đầu, ông ấy sẽ không nói trọn vẹn lời đâu. Vấn đề không lớn thì cho thấy ông ta đã nhìn thấy được tương lai rồi. Ông cố, cái tên Vương Dương Minh này rốt cục là người như thế nào? Tô Thương đầu trên hỏi. Ông cũng không rõ nữa. Tô Vô Kỵ lắc đầu, ông ấy thần bí khác thường. Ban đầu ở trước mặt sư phụ Huyền Thiên Tiên Đế của ông ấy vẫn luôn giữ phong thái cao thượng, không có một chút nào kính sợ. Sư phụ ông cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại còn thương lượng mọi chuyện với ông ta.
Tô Bộ Kỵ nói tiếp, hơn 100 năm trước, ông giả vờ không đột phá đến Nguyên Anh, thất bại dưới điểm xấu, cũng chính là biện pháp mà ông ấy và sư phụ ông cùng nhau quyết định. Sư phụ ông trước khi trùng sinh đã từng nói với ông, trên thế giới này, ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin Vương Dương Minh mà thôi. Lại còn có chuyện này sao? Vậy cũng không cần đề phòng ông ấy. Tôi từng nghe được câu trả lời của ông Cố, liền thấy yên tâm hơn. Quá thật, đừng nhìn anh thành thật với Vương Dương Minh mà nghĩ rằng anh hoàn toàn tin tưởng, thực tế anh vẫn luôn đề phòng Vương Dương Minh. Người này quá mức thần bí, rất nhiều chuyện đều có hình dáng của ông ta, đều là do ông ta sắp xếp. Người khống chế đại cục như thế, nếu là kẻ thù thì thật là đáng sợ. Vì thế Thâu Tường vẫn trong lòng vẫn giữ lại chốt phòng tuyến cuối cùng, cũng không thổ lộ hết mọi chuyện với Vương Dương Minh. Nhưng sau khi nghe ông Cố mình nói thì Tô Thương lại hoàn toàn yên tâm. Người ở kiếp trước chính là Huyền Thiên Tinh Đế, mình đã dám định qua, chắc chắn không sai được. Hả? Chờ chút, vừa rồi ông Cố mình xưng hô với Huyền Thiên Tinh Đế là cái gì chứ? Tô Thương bỗng nhiên bắt lấy từ quan trọng, sư phụ. Huyền Thiên Tinh Đế là sư phụ của ông Cố sao? Nhắc đến sư phụ ông, Tô Thương tên nhóc này nếu nhìn lại thì cũng giống như sư phụ ông đến mấy phần đó. Đến lúc này ánh mắt Tô Vô Kỵ nhìn vào Tô Thương quan sát tỉ mỉ, sau đó cười nói, nhìn kỹ càng giống hơn, quá thật là đúc ra từ một khuôn mà. Chỉ có điều sư phụ Huyền Thiên Tinh Đế của ông để rìa mép, thời điểm ông biết cậu ấy cũng tầm 40-50 tuổi rồi, đã là trung niên hậu kỳ, trên mặt thoáng có chút già nua đó. Tô Vô Kỵ nói tiếp, mà cháu lại không có rìa mép, còn trẻ hơn rất nhiều, cực kỳ non nớt, chắc không được ông liếc một chút liền nhìn không ra, nhưng càng nhìn lâu thì càng thấy cháu có chút quen thuộc đó ha. Tô Bá Kỳ cười nói, nếu sư phụ ông nhìn thấy cháu, tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình đó. Tô Bá Kỳ. Lúc này Bạch Khởi bên cạnh khẽ cười, ông nhìn không lầm đâu, bệ hạ nhà tôi quá thực, hình dáng giống Huyền Thiên Tiên Đế cực kỳ, độc nhất vô nhị. Không chỉ có thế, thực tế, bệ hạ nhà tôi chính là sư phụ Huyền Thiên Tiên Đế của ông đó. Bạch Khởi tiếp tục nói, ông cũng biết Huyền Thiên Tiên Đế đã luân hồi rồi, chẳng lẽ Vương Dương Minh không nói cho ông biết Huyền Thiên Tiên Đế luân hồi làm người đời sau ông hay sao? Cái gì?